Nếu bạn muốn mua Jabberg và Xblopper lúc giá rẻ, truy cập ngay kho Xblopper lắc nhé, link shop mình sẽ để ở phần mô tả. Hello anh em, mình là chùm Jabberg lắc đây. Video này mình sẽ chia sẻ cho anh em bản Seeker Zip Farm Candy nhé. Bản này farm khá là mượt và nhanh nhé anh em. Nếu thấy video mình hay nhớ để lại một like và một sub ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ bật Seeker Zip lên và TC thử nha. Bản này là bản Andy Hack nha anh em. Link tải Seeker Zip và các cờ Lion Hack mình sẽ để ở mô tả nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Rages around like an ocean in my head.